Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí. Để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam, đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau. 40 năm nhìn lại, phát vào thứ Hai, giờ phát 6:30 sáng, 11:30 trưa, 4:30 chiều và 8:00 tối, bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ Bảy, giờ phát là 9:00 sáng, 3:00 chiều và 9:30 tối, bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim Vượt Sóng phát vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 4 năm 2021, lúc 8:30 tối và phát lại vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021, lúc 1:30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. Thần vào đây phi báo. Sao? Quân giặc đang công phá thành trì à? Xin tướng quân hãy mau quyết định. Truyền tả quân dục gió lên liên, nhắm hướng kinh thành thẳng tiến. Dạ. Phu quân. Phu nhân. Lầm lẻ tấn công kinh thành, cấp tốc lên đường ngăn chống quân giặc ngoài xâm. Nàng đừng ngăn cản, làm em lòng dũng tướng, lòng ta náo nôn hơn cầm. Xin cho tiếng phân bài, chàng hãy nên bình tâm. Chàng cần tu chính hùng binh trước khi ra trận tiền. Phụ nhân ơi, lòng ta đang nao nức chờ giờ xuất trận. Hôm nay đây quân giặc lâm le xâm lấn, ta phải cấp tốc đưa quân chống giặc thù. Phụ nhân nàng hãy xe ra để ta tiến bước. Phụ quân, giờ non sông cần đến, thân trai sống thác đâu mà. Xin tự xem tường
lời được tiếng chưng hùng mạnh dẫm ngang dung ruối mời dân tấn công rượu nồng phu nhân phu quân thôi được trước giờ xuất trận ta muốn cùng phu nhân cạn hết chân tử đào xin đa tạ phu quân sắp đến giờ tiễn chàng ra chiến trận thiếp xin mời chàng chung tử đào để tiễn bước hùng anh đây chung thứ nhất chàng dục gió biên cương ra chiến trận trổ thần hoài diệt hết lũ xâm lăng chí anh hùng muôn thở lưu danh trong tên đảng chẳng màng sanh tử được chung thứ nhất ta xin uống cạn còn đây chung thứ hai chúc chàng mã đáo thành công làm đẹp mặt rồng rạng danh dũng tướng xin đa tạ phu nhân chặt trăm năm dù ta xa cách ngàn thiên lý hay nơi trùng khơi vẫn không đôi dời tình này bên nhau trắng trong như bài thơ chẳng khuya sắp tàn là vừa biệt ly ta chia tay xin em thôi buồn gạt lệ bi ai khi trong đêm tàn căm phu quân từ đây cánh xa người thương làm thân trai phải ngang đôi mặt giặc thù kẻ nơi xa trường người chờ cô liêu dù bao năm tháng ngàn thiên lý hay nơi trùng khơi vẫn không đôi dời tình này bên nhau trắng trong như bài phố nhân ơi rồi chút lát nữa đây ta sẽ đem quân lương cây thành phá nàng hãy vui lớn tiền ta cứ bước hẹn buổi trùng quang là ngày non nước sạch bóng quân thù ta quyết xông pha dù khói lửa mịt mù phúc tiện đưa bồi hồi sao xuyên khi non nước thanh đình tay lại cầm tay xin phu quân hãy dừng già ra đi nơi chung quê muôn thiệp tựa rèm thư chờ bàn ngọc chung rượu thứ ba mời chàng nhấp càng mừng cho phu quân đắc thắng khải dân tinh hiên ngày tao phu nước non qua hồi quy nam hãy yên tâm đợi chờ đánh tan quân xâm loạn non nước mai này sống trong thanh
bên. Đường chống lĩnh, tuân lĩnh, nghe lệnh ta truyền. Dạ. Binh khí sẵn sàng, chờ lệnh xuất quân. Rạng minh nhật, tướng binh nghênh chiến. Tuân lĩnh. Phu quân. Phu nhân. Phu quân. Phu nhân. Bài rộn ràng đã đến lúc ngăn giặc thù, xin giữ lời thề hiên ngang sông nước tung đôi cánh chim băng. Quyết chiến đấu không sợ lòng, gươm sáng rạng ngời, thanh gươm dung tướng manh lòng tung hoành. Hẹn ngày vui non nước, anh và em trùng phùng. Duyên đôi ta nói nhịp cầu như lúc ban đầu, trao nhau ánh mắt yêu thương. Hẹn ngày vui non nước, anh và em trung phùng. Duyên đôi ta nói nhịp cầu như lúc ban đầu, trao nhau ánh mắt yêu thương. Tình trong năm. Thiếp xin chúc chàng mã đáo thành công. Tạm biệt phu nhân, truyền tiễn.